Chào anh em đã trở lại kênh của mình ha. Video này mình chia sẻ cho anh em cách tạo một video biên tập ánh cưới y chang như anh em vừa thấy. Nếu anh em thấy thích, theo dõi hết video để cùng mình thực hiện nghe anh em. Để làm được video, thứ nhất anh em phải dùng Camaster 5.0 trở lên. Và thứ hai là dự án beta album wedding.ky mình đã để dưới phần mô tả của video này đã có được hai yêu cầu vừa rồi. Thì bây giờ mở Camaster lên để bắt đầu nghe anh em. Anh em chọn tạo mới, chọn 169, chọn nhập dự án beta, chọn OK, chọn tệp, chọn dự án beta, album, wedding. Anh em tải về ở đâu thì vào đó nghe anh em, mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Anh em đợi một khoảng thời gian để ứng dụng nhập dự án. Nếu anh em đang sử dụng Camaster phiên bản thấp hơn 5.0 mà vẫn muốn làm được cái video tương tự như thế này thì mình cũng đã tạo ra một cái video nền xanh để dưới phần mô tả của video. Anh em cứ lấy về và sử dụng. Đã xuất hiện dự án album wedding. Công việc của anh em bây giờ chỉ đơn giản là thay đổi một ít về chữ và ảnh theo ý của mình, vậy là OK. Muốn thay đổi chữ thì chọn vào cái phần chữ cần thay đổi nè. Tương tự về màu sắc, kiểu chữ cũng có thể thay đổi theo ý của mình luôn. Ảnh cũng vậy nghe anh em, anh em cứ chọn vào cái phần ảnh cần thay đổi rồi thay đổi ảnh mà anh em đã chuẩn bị. Nếu anh em đã nhập được dự án beta này thì mình nghĩ mấy cái phần này rất là đơn giản đối với anh em rồi, nên mình cũng chia sẻ một cách làm khái quát thôi, nó không có chi tiết lắm.
Và ảnh và chữ anh em cứ làm thao tác tương tự là có thể có một cái video cho riêng mình. Nếu anh em thấy thích cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại anh em ở video kế tiếp. Xin chào.